Ngày 27 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 3 cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can, gồm Dương Tuấn Minh nguyên Tổng Giám đốc, Dương Thị Trâm Anh nguyên Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Thu Trang nguyên Phó Phòng Đầu tư và Quản lý Đấu thầu Tổng Công ty Cửu Long và Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng, Đinh Thị Chung cùng là nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh. Các bị can Dương Tuấn Minh, Dương Thị Trâm Anh và Nguyễn Thu Trang bị khởi tố về tội vi phạm điều khoản về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị can Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng, Đinh Thị Chung bị khởi tố về tội vi phạm điều khoản về kế toán gây thành tựu nghiêm trọng theo Bộ Luật Hình sự 2015. Cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can, gồm Đinh Ngọc Hệ tức Út Trọc, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn, Phạm Văn Diệt Giám đốc điều hành và Vũ Thị Quang Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh về tội vi phạm điều khoản về kế toán gây thành tựu nghiêm trọng theo Bộ Luật Hình sự 2015. Hiện 3 bị can này đang bị tạm giam trong vụ án khác. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng điều khoản pháp luật. Cơ quan điều tra đang triệt để mở bát ngát vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Trước đó, đầu tháng 11 năm 2018, Tòa Phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên Đinh Ngọc Hệ 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và 2 năm tù về tội sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức tổng hợp hình phạt tầm thường là 12 năm tù. Tháng 1 năm 2019 vừa qua, trong quá trình điều tra, giải quyết các vụ việc sai phạm liên quan đến Đinh Ngọc Hệ và Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ quận Bờ xảy ra tại địa bàn thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can này về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.